Chào mừng các bạn quay lại với kênh Vạn Vật Giác Ngộ. Hôm nay, Vạn Vật Giác Ngộ hân hạnh mang đến cho các bạn chủ đề đầy hấp dẫn, phép luyện công huyền bí của Lã Động Tân, Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ. Bạn có từng mê mẩn những câu chuyện về Bát Tiên, đặc biệt là Lã Động Tân với phép thuật phi thường? Muốn khám phá bí ẩn của nội đan, con đường tu luyện huyền bí của đạo giáo? Mong muốn tìm kiếm một phương pháp rèn luyện sức khỏe và tinh thần hiệu quả? Vậy thì video này chính là dành cho bạn. Hãy cùng Vạn Vật Giác Ngộ bước vào hành trình khám phá bí ẩn về Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ, tác phẩm kinh điển của Lã Động Tân, ẩn chứa những bí kíp tu luyện nội công thượng thừa. Hệ thống luyện tập độc đáo, tìm hiểu về các tầng lớp luyện công, từ luyện tinh, luyện khí đến luyện thần, giúp bạn khai mở tiềm năng bản thân. Nâng cao sức khỏe, tăng cường trí lực, an định tâm hồn và tiến xa hơn trên con đường tu luyện. Khi xem hết video này, bạn sẽ hiểu rõ giá trị và tầm quan trọng của Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ. Nắm bắt được những nguyên lý cốt lõi của phép luyện công Lã Động Tân, có được động lực để bắt đầu hành trình rèn luyện bản thân. Trước khi bắt đầu hành trình khám phá Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ, Vạn Vật Giác Ngộ khuyến khích các bạn hãy dành thời gian tìm kiếm một không gian yên tĩnh, tách biệt khỏi những ồn ào và phiền nhiễu của thế giới bên ngoài. Hãy tắt chuông điện thoại, thông báo mạng xã hội và bất kỳ yếu tố nào có thể làm sao nhãng sự tập trung của bạn. Hãy dành vài phút để điều chỉnh nhịp thở, thả lỏng cơ thể và tâm trí. Tập trung vào hơi thở, cảm nhận sự chuyển động của cơ thể và hướng toàn bộ sự chú ý vào màn hình. Hãy chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận những kiến thức mới mẻ và huyền bí. Hãy mở lòng, cởi mở với những điều kỳ diệu và sẵn sàng khám phá những bí ẩn của phép luyện công Lã Động Tân. Với sự tập trung cao độ và tinh thần cởi mở, bạn sẽ có thể tiếp thu trọn vẹn những giá trị mà video này mang lại, từ đó đặt những bước chân đầu tiên trên con đường rèn luyện bản thân đầy hứa hẹn. Chúc các bạn có một trải nghiệm khám phá Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ thật ý nghĩa và đầy hứng khởi. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nào! Bắt đầu từ chương đầu tiên, Thiên Tâm. Chương Thiên Tâm mở đầu bằng câu nói, tự nhiên tức là đạo. Đạo là gì? Đạo là bản thể của vũ trụ, là quy luật vận hành của vạn vật. Đạo không có tên gọi, không có hình ảnh cụ thể, mà chỉ là sự kết hợp giữa tính và mệnh. Tính và mệnh là những thứ vô hình, không thể nhìn thấy hay sờ mó được. Chúng ẩn chứa trong thiên quang, mà thiên quang cũng là thứ vô hình, chỉ có thể cảm nhận được bằng tâm linh. Thiên quang lại ẩn chứa trong hai con mắt của chúng ta. Từ xa xưa, đạo được truyền từ đời này sang đời khác, từ người thầy sang người trò một cách bí mật. Bắt đầu từ Thái Thượng Lão Quân truyền cho Đông Hoa Đế Quân, sau đó truyền đến Lã Tổ, và Lã Tổ truyền cho hai nhánh Bắc Tông và Nam Tông của đạo giáo. Nhờ vậy, đạo giáo phát triển rực rỡ và đạt đến đỉnh cao vào thời kỳ đó. Tuy nhiên, theo quy luật vật cực tất phản, khi đạt đến đỉnh cao cũng là lúc bắt đầu suy thoái. Đạo giáo lúc này tuy có số lượng tín đồ đông đảo nhưng lại xa vào hình thức, thiếu đi sự tinh túy của đạo. Cho đến khi tổ sư Từ Sở của phái Tấn Minh xuất hiện, ông đề xướng nguyên tắc giáo ngoại biệt truyền nhằm tiếp dẫn những người có căn cơ. Và hôm nay, Vạn Vật Giác Ngộ rất vinh dự được chia sẻ với các bạn về Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ. Thái Ất là đại diện cho sự tối cao, vô thượng. Tuy có nhiều phương pháp tu luyện khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng đều là hướng đến cảnh giới vô vi. Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ không phải là một phương pháp tu luyện giúp đắc đạo tức thì, nhưng nó có những điểm độc đáo riêng. Ngay từ đầu sách đã đề cao tính công là pháp môn quan trọng nhất, khiến cho nó trở nên vô cùng huyền diệu. Tính công, chủ trương hướng ánh mắt nhìn quay ngược vào trong, đưa khí từ thượng đan điền xuống trung và hạ đan điền. Toàn bộ phép tu luyện gắn bó chặt chẽ công lý với công pháp. Bản thể và công dụng kết hợp hữu cơ làm nổi bật công lý đề cập trong tác phẩm. Tinh hoa được đề cập trong sách chính là ánh sáng. Vậy ánh sáng đó có màu gì? Nó chính là sự rực rỡ tinh túy nhất của vũ trụ. Ánh sáng này chính là chân khí của tiên thiên Thái Ất, ẩn chứa trong thiên tâm. Thiên tâm là một khoảng vuông vức chỉ bằng một tấc, nơi có cảnh quan kỳ diệu như lầu ngọc gác vàng. Đây là nơi trú ngụ của những vị thần linh thiêng nhất, được Nho giáo gọi là Hư Tông, Phật giáo gọi là Linh Bài, Đạo giáo gọi là Huyền Quan, Tiên Thiên Khiếu. Thiên tâm đóng vai trò như một vị thánh vương, hoàng đế ví như ánh sáng trong thiên tâm. Khi ánh sáng quay về, toàn thân sẽ hướng về đỉnh đầu, giống như thánh vương định đô và muôn nước đến triều cống. Do vậy, phương pháp hồi quang chính là bí quyết vô thượng. Tuy nhiên, ánh sáng này dễ động mà khó giữ.
Do vậy, cần phải liên tục luyện tập thông qua phương pháp hồi quang. Khi luyện tập lâu ngày, ánh sáng sẽ dần dần ngưng tụ thành pháp thân tự nhiên. Lúc này, người tu luyện sẽ xuất hiện pháp thân bên ngoài cơ thể. Tinh hoa cũng được gọi là kim đan. Đây là viên kim đan được ngưng tụ trong quá trình con người chuyển hóa thành thần tiên. Tuy nhiên, công pháp này rất linh hoạt, đòi hỏi người luyện tập phải thông minh và tĩnh lặng. Do vậy, không phải người thông minh thì không thể thực hành, không phải người tĩnh lặng nhất thì không thể kiên trì. Vì vậy, Vạn Vật Giác Ngộ cho rằng, nếu chúng ta tu luyện cảm thấy bản thân không phù hợp thì không nên cố gắng. Chương thứ hai có tên là Nguyên Thần Thức Thần, nói về sự so sánh giữa con người, thiên địa và đại đạo. Thiên địa nhìn con người như côn trùng sống chết trong ngày, đại đạo nhìn thiên địa như bong bóng nước, tất cả đều không vĩnh cửu. Duy chỉ có nguyên thần chân thực của con người mới có thể vượt qua thời đại nguyên hội 129.600 năm và sống vĩnh hằng giữa thiên địa. Tuy nhiên, tinh và khí của con người lại cùng chung số phận sinh tử với thiên địa, không thể trường tồn. May mắn thay, nguyên thần vẫn tồn tại. Nguyên thần chính là vô cực, là nguồn gốc sinh ra muôn vật trong thiên địa. Vì vậy, người học đạo chỉ cần trói buộc nguyên thần thì có thể siêu thoát khỏi âm dương, thoát khỏi tam giới, giải thoát khỏi vòng luân hồi của lục đạo. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện được khi nhận thức được chân tính. Chân tính chính là bản lai diện mục của con người. Từ khi sinh ra, nguyên thần đã an trú trong thiên tâm, nơi vuông vức chỉ bằng một tấc, nằm giữa hai đầu lông mày. Thực thần lại an trú ở trái tim bên dưới, nơi có hình dạng như quả đào lớn, được bảo vệ bởi phổi, hỗ trợ bởi gan và nối liền với ruột non, ruột già. Nếu con người nhịn ăn một ngày, trái tim sẽ cảm thấy khó chịu, bồn chồn không yên. Khi nghe tin tức giận dữ sẽ đập nhanh, nhìn thấy cảnh chết chóc tang thương sẽ cảm thấy lặng lẽ u sầu, nhìn thấy vẻ đẹp sẽ cảm thấy rung động. Tuy nhiên, thần linh trong thiên tâm lại không hề dao động. Nếu ai đó hỏi rằng thiên tâm có thể dao động hay không, câu trả lời là chân tính không thể dao động. Nếu chân tính dao động, đó là điều không tốt nhưng cũng là điều tốt nhất. Thông thường, sau khi con người chết, thiên tâm mới dao động. Ánh sáng sẽ thoát khỏi thân xác và chuyển sinh vào luân hồi. Do vậy, đây là điều không tốt. Nhưng điều tốt nhất là ánh sáng đã ngưng tụ thành pháp thân và dần dần thông linh. Những lời này từ xưa đến nay đều là bí mật không truyền cho người ngoài. Thực thần của con người như một viên quan kiêu ngạo, ức hiếp vị vua cô đơn ở trên. Thực thần sẽ lợi dụng uy quyền của vua để làm việc bậy bạ. Lâu dần, vai trò của vua và quan sẽ bị đảo ngược, xảy ra biến loạn cướp ngôi. Còn những vị tu luyện hiện tại nếu ngưng tụ ánh sáng, hướng về thiên tiên, thì bạn sẽ như vị vua sáng suốt, có hiền tài hỗ trợ. Khi hai mắt hồi quang, như Trạng Nguyên và thừa tướng dốc lòng tham gia triều chính, kết quả sẽ là quốc thái dân an. Lũ gian thần sẽ bị tiêu diệt, tự nhiên sẽ quy phục. Do vậy, đạo dưỡng sinh chính là coi tinh thuộc nước, thủy, thần thuộc lửa, hỏa, ý thuộc đất, thổ là ba bảo vật vô thượng. Tinh là gì? Là chân khí của tiên thiên, hỏa là ánh sáng, thổ là thiên tâm ở giữa. Lấy thần hỏa làm công dụng, lấy ý thổ bảo vệ cơ thể, lấy tinh làm nền tảng để liên tục tôi luyện tinh khí thần của bản thân. Làm cho tinh khí thần ba thứ thanh tịnh, dần dần hóa thành khí tiên thiên. Do vậy, phương pháp tu luyện chính là tôi luyện. Trong Thái Ất Kim Hoa Tông chỉ, thức thần nằm ở tim, hành hỏa, vì vậy gọi là thần hỏa. Thần hỏa chỉ ánh sáng, nguyên thần tiên thiên chính là chân tính của con người, tính quang và ý quay hướng vào trong, ngưng kết với chân tinh, tức là hồi quang phản chiếu. Chân tính linh diệu đó của con người, sau khi đã cư ngụ ở càn cung trên đầu, liền phân ra thành hồn và phách. Hồn trụ ở thiên tâm, thuộc dương, là một loại khí thanh khiết từ thái hư đưa tới, cùng với nguyên thủy đồng hình, là thanh khí nguyên thủy nhất đến từ vũ trụ bao la. Còn phách thuộc âm, là một loại khí vẩn đục, bám vào cơ thể hữu hình. Hồn dắt dẫn con người đi tìm cái sống, còn phách ngược lại đưa đẩy con người đi đến tử vong. Hết thảy những thói hư tật xấu như đam mê tửu sắc, nóng nảy làm liều đều do phách xui khiến, đây chính là thức thần. Sau khi người ta qua đời, phách có thể hưởng thụ những đồ cúng lễ, nhưng khi sống thì phách vô cùng cực khổ. Vậy thì vì sao sau khi chết người ta vui hơn? Đó là vì từ âm trở về với âm, vật cùng loại thì tụ vậy. Người học đạo nếu có thể luyện cho hết âm phách này tất nhiên sẽ trở thành thể thuần dương. Chỉ có thiên tâm mới là nơi cất giữ cả hồn và phách. Ban ngày, hồn an trú trong mắt, khi ngủ vào ban đêm, hồn an trú trong gan. Ban ngày,
khi chúng ta sử dụng mắt, hồn giúp con người nhìn thấy thế giới. Ban đêm, khi ngủ, hồn ẩn náu trong gan và khiến con người mơ mộng. Mơ là hồn đang du hành. Bởi vì bạn trong mơ, dù là 9 tầng trời hay 9 tầng đất, cũng có thể đi qua trong nháy mắt. Nhưng khi bạn tỉnh dậy, bạn không nhớ gì cả. Đó là do bị phách hay thực thần trong trái tim kìm hãm. Do vậy, hồi quang là để luyện hồn, bảo vệ thần, kiềm chế phách. Do vậy, người tu luyện cần hiểu rõ đạo lý này, hiểu rõ tác dụng của hồn và phách, hiểu cách luyện hồn, bảo vệ thần, kiềm chế phách. Chỉ có như vậy mới có thể đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, hòa hợp với đạo. Người học đạo nếu luyện hết được phách âm thì tất nhiên có thể trở thành thân thể thuần dương. Sau khi hồn được tôi luyện, nó sẽ nhẹ nhàng bay lên, cùng tồn tại với thiên địa. Trong chương 3, Hồi Quang Thủ Chung, Lã Tổ nói rằng từ hồi quang bắt nguồn từ văn sử chân thần. Khi con người thực hành hồi quang, khí âm dương của thiên địa sẽ ngưng tụ. Cái gọi là tinh tư, thuần khiết đều là nói về hồi quang. Lúc mới bắt đầu thực hành phương pháp này, sẽ có cảm giác hư hư thực thực. Về sau, sẽ đạt đến cảnh giới thân ngoại thân. Lúc này, vô chung sinh hữu sẽ xảy ra. Quá trình này mất khoảng 100 ngày. Mỗi người cần tập trung luyện công trong 100 ngày thì ánh sáng mới lộ ra bản chất thực sự. Lúc này bạn sẽ phát hiện ra rằng chân hỏa sau 100 ngày tự nhiên sẽ ngưng tụ thành một khối. Đây cũng là chút chân dương trong lòng mỗi người. Nó giống như viên ngọc sáng lơ lửng. Khi bạn phát hiện ra nó, bạn phải bình tĩnh chờ đợi cách thức và mức độ ánh sáng quay về. Đây cũng là hỏa hầu mà mọi người thường nói. Do vậy, mỗi người tu luyện cần chú ý đến hai mắt của mình. Hai mắt tượng trưng cho mặt trời và mặt trăng, cũng tượng trưng cho việc có thể khiến thần khí lọt ra ngoài qua ánh mắt. Do vậy, công pháp tinh hoa chính là không để thần khí lọt ra ngoài qua mắt. Công pháp hồi quang sử dụng phương pháp nghịch. Cần biết rằng, hồi quang không chỉ là trở về với tinh hoa của bản thân, mà còn là trở về với chân khí của tạo hóa. Khối khí này không chỉ kiềm chế tâm tưởng nhất thời của bạn, mà còn là chìa khóa để giải thoát khỏi vòng luân hồi ngàn kiếp. Do vậy, coi thời gian hít vào và thở ra như một năm chính là thời khắc của nhân gian. Coi thời gian hít vào và thở ra như 100 năm chính là đêm trường dưới cửu tuyền. Mỗi người từ khi sinh ra từ lòng mẹ, lớn lên theo môi trường sống, chưa từng có ai chống lại quá trình lão hóa của bản thân. Lý do là vì khí dương dần dần yếu đi cho đến khi chuyển sang cõi âm của cửu u. Mỗi người học đạo ở đây đều suy nghĩ nhiều mà hành động ít. Do vậy, mọi người đều đang chìm đắm trong đạo hạ đẳng. Chỉ có nội quan tĩnh tọa mới là chuyện chính. Nội quan tĩnh tọa chính là phương pháp nghịch. Do vậy, trong luyện tập, đôi mắt là quan trọng nhất. Ví dụ như trong Âm Phù Kinh có nói ghi nhớ trong mắt, trong Hoàng Đế Nội Kinh cũng nói tinh hoa của nhân sâm đều hướng lên hốc mắt trống. Những điều này đều nhấn mạnh tầm quan trọng của đôi mắt. Do vậy, người tu luyện nếu hiểu được đạo lý trong chương này sẽ không bị nhập ma, sẽ không lạc vào tà đạo. Bởi vì phương pháp trường sinh dựa vào nó, phương pháp phi thăng cũng dựa vào nó. Hồi quang cũng thể hiện nguyên lý công pháp cốt lõi của Nho, Phật, Đạo. Ánh sáng của hồi quang không ở trong chỗ sâu, nhưng cũng không ở ngoài chỗ sâu. Ví dụ như Sơn Hà Đại Địa, Nhật Nguyệt Quang Hoa, tuy chiếu rọi chúng, nhưng ánh sáng này lại không ở trong thân xác của những sự vật này. Ánh sáng của thiên địa phủ khắp đại thiên thế giới, ánh sáng của bản thân bạn cũng có thể nói là phủ kín trời đất. Do vậy, chỉ cần bạn hồi quang, Sơn Hà Đại Địa và mọi vật cũng sẽ hồi quang theo. Tinh hoa của con người là hướng lên trên, ngưng tụ trong đôi mắt. Đây là chìa khóa quan trọng trong tu luyện. Mọi người có thể tưởng tượng, nếu một ngày không tĩnh tọa, ánh sáng sẽ theo thị giác mà lưu chuyển. Nó sẽ làm cho ánh sáng bạn tích lũy trong ngày hôm trước bị dò dỉ qua thị giác. Nếu có thể dành thời gian để tĩnh tọa, ngay cả vạn kiếp ngàn sinh cũng có thể giữ được ánh sáng ít ỏi đó. Vạn pháp chung quy về tĩnh, đây là yếu quyết của công pháp. Do vậy, phương pháp và sự kiên trì là đạo lý huyền diệu nhất. Tuy nhiên, khi bắt đầu luyện tập vẫn cần từ từ đi sâu, từ thô đến tinh. Điều quan trọng nhất là luyện tập không ngừng nghỉ. Nhưng trong quá trình luyện tập, cảm nhận của mỗi người đều khác nhau. Điều này cần bạn tự mình thể hội. Nhìn chung, để đạt đến cảnh giới biển rộng trời cao, vạn pháp đều rỗng, vạn pháp đều thông mới được coi là nhập môn. Xét về những vị đại năng của thời cổ đại, đều là truyền lại từ đời này sang đời khác, chưa từng rời xa pháp hồi quang phản chiếu. Phật Thích Ca Mâu Ni nói quán tâm, Khổng Tử nói chi trị, Lão Tử nói nội quan,
đều là chỉ pháp hồi quang phản chiếu. Tuy nhiên, ai cũng có thể nói về hồi quang phản chiếu, nhưng hầu hết mọi người không thể nhập môn. Lý do là vì những người học đạo hiện nay chỉ biết ngồi thiền 1 hoặc 2 tiếng mỗi ngày, suy ngẫm phản tỉnh về hành vi của bản thân, sau đó nói với người khác rằng họ đã thực hành phản chiếu. Nhưng họ không hiểu ý nghĩa thực sự của phản chiếu. Phản chiếu thực sự là công pháp hồi quang, chứ không phải là quá trình suy ngẫm về bản thân. Phần tiếp theo này hướng dẫn cách thức thiền định hay cách nhập định. Đây là phần mà nhiều người tò mò nhất. Giáo chủ của Phật giáo và Đạo giáo khi hướng dẫn thiền định đều nói nhìn vào đầu mũi. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn tập trung ý niệm vào đầu mũi, cũng không phải là bạn nhìn chằm chằm vào đầu mũi. Vì nơi nào mắt nhìn đến, ý niệm cũng sẽ đến đó. Nơi nào ý niệm đến, khí cũng sẽ đến đó. Nhiều người nghĩ rằng tôi nhìn vào chóp mũi nhưng lại nghĩ về nơi khác, làm thế nào tôi mới có thể nhập tịnh. Rồi lại bảo tôi nhìn vào đầu mũi mà lại không cho tôi nghĩ về đầu mũi. Rốt cuộc là nhìn hay không nhìn, hoặc phải làm thế nào? Thực ra, ý của các vị tổ sư khi bảo tu sĩ nhìn chóp mũi là để lấy chóp mũi làm chuẩn cho mắt, ý nghĩa thực sự không nằm ở đầu mũi. Vì khi thiền định, nếu mở mắt quá to, sẽ nhìn quá xa và không nhìn thấy đầu mũi, như vậy là ánh mắt quá phân tán. Nếu nhắm mắt quá kín, tương đương với việc nhắm mắt, cũng không thể nhìn thấy đầu mũi. Nhược điểm của việc mở mắt quá to là ánh mắt hướng ra ngoài, dễ sinh ra hiện tượng tán loạn. Nhược điểm của việc nhắm mắt quá chặt là ánh mắt hướng vào trong, dễ sinh ra hiện tượng hôn trầm. Lúc này, người tu luyện có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào. Do vậy, mở mắt vừa đủ để nhìn thấy đầu mũi là phù hợp nhất. Do đó, lấy đầu mũi làm tiêu chuẩn là để bạn mở mí mắt vừa đủ khi thiền định, để ánh sáng tự nhiên chiếu vào. Như vậy, bạn không cần phải chủ động tìm kiếm ánh sáng. Khi mắt bạn nhìn vào đầu mũi, sắp nhập tịnh, hãy ngẩng mắt lên làm dấu hiệu, đặt ra chuẩn mực, rồi buông xuống tất cả ý niệm, không cần quan tâm nữa. Người mới học, hãy ngồi thân thẳng tự nhiên, tập trung tâm trí vào thiên tâm, nơi giữa hai mắt, ngay tầm mắt. Ánh sáng là thứ linh hoạt. Khi tập trung ý niệm vào vị trí ngang tầm mắt, ánh sáng sẽ tự nhiên xuất hiện. Khi người mới bắt đầu nhập tịnh, sẽ gặp phải một vấn đề khá khó khăn, đó là tư tưởng hỗn loạn, não bộ hiện ra vô số ý niệm. Nếu không thể nhập định thì phải làm thế nào? Trước tiên, bạn hãy tìm xem những ý niệm hay phiền não đó xuất hiện từ đâu, nó khởi sinh từ đâu và diệt từ đâu. Nếu cứ truy tìm mãi mà không ra kết quả thì lúc đó cần ghi nhớ điều này, hãy buông bỏ việc tìm kiếm nguồn gốc của ý niệm, hãy rèn luyện thói quen này. Đây chính là cái mà đạo gia gọi là chánh quán. Nếu bạn đâm ra lún sâu vào việc tìm kiếm nguồn gốc của phiền não thì đó là tà quán. Tìm kiếm ý niệm mà không thể đạt được, nên khi gặp bất cứ ý niệm mới nào, hãy từ từ ngưng lại nó, rồi quan sát nó. Quan sát đến mức thích hợp thì chỉ quan sát ý niệm đó, không để ý gì khác. Công pháp này chính là hồi quang. Hồi là chỉ ánh sáng, quan sát mà không ngưng, trở thành có quang mà không có hồi. Do vậy, mỗi người tu luyện cần ghi nhớ điều này. Trong chương hồi quang điều tức, Lã Tổ nói ý nghĩa của ngưng là để người ta chuyên tâm thực hành theo đúng pháp trên. Lã Tổ cũng đã giải thích chi tiết cách thực hiện trong chương này. Lã Tổ nói người mới bắt đầu thiền định thường gặp phải những vấn đề như hôn trầm, tán loạn. Cần biết rằng cách giải quyết những vấn đề này nằm ở điều tức. Khi nhìn vào chữ tâm Hán tự, ta có thể thấy được các nét tạo thành chữ tâm giống như hình dạng của một trái tim, 3 dấu chấm tượng trưng cho 3 cuống tim và ở dưới là túi đựng máu. Tâm động thì sẽ có hơi thở vốn là biến thể của tâm. Nên những ý niệm trong tâm ta khởi lên rất nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã sinh ra một vọng niệm, tương ứng thân thể sẽ hô hấp một lần. Ý niệm là hơi thở bên trong, hơi thở là hơi thở bên ngoài, giống như sóng âm và âm thanh, đi liền nhau tương ứng. Trong một ngày bạn hô hấp hàng vạn lần, cũng sẽ có hàng vạn vọng niệm. Nếu cứ như thế thì tinh khí thần của con người sẽ kiệt quệ, cuối cùng trở thành tàn cho đất bụi. Nhiều người sẽ nói, không sinh ra ý niệm không được sao? Nhiều người sẽ nói, nếu tôi không sinh khởi vọng niệm thì có được không? Trạng thái không có vọng niệm là không thể làm được, không có vọng niệm tức là không có hơi thở thì bạn có luân hồi ngay không? Vì vậy, bạn có thể coi vọng niệm là một loại bệnh tật này khiến tâm và thân cùng lệ thuộc chằng chịt vào nhau. Chúng ta phải tìm một phương pháp để chữa trị căn bệnh này. Vì vậy, trong hồi quang, mỗi người đều cần điều tức, điều hơi thở.
Công pháp điều tức sử dụng toàn bộ thính giác. Hồi quang sử dụng thị giác và điều tức sử dụng thính giác. Thị giác thì bên ngoài, tương đương với nhật nguyệt giao huy. Thính giác thì bên trong, tương đương với nhật nguyệt giao tinh. Tinh chính là trạng thái ngưng tụ của ánh sáng. Cho nên khi ngồi thiền, trước hết hãy khép hai mắt xuống, đặt một chuẩn mực, sau đó buông bỏ muôn điều lo toan. Nếu bạn không thể buông bỏ được thì phải làm sao? Lúc đó hãy để tâm lắng nghe, nghe tiếng hơi thở của mình, đừng nghĩ ngợi gì cả, chỉ tập trung lắng nghe tiếng thở của chính mình thôi. Đây cũng là điều chúng ta vừa đề cập ở trên. Như chúng ta đã nói, đạo giáo coi trọng thính giác trong việc lĩnh hội nguồn gốc vạn vật. Thiên cơ của bạn có thể đi vào cơ thể qua tai khi bạn điều tức bằng tai. Vì vậy, Phật giáo gọi nó là nguyên chung, là một loại duyên. Cuối cùng, hơi thở ra vào không thể để tai nghe thấy. Đây cũng là ý nghĩa của thính vô thanh, là nghe mà không có tiếng. Một khi có thanh âm, tức là hơi thở đang sao động, chưa nhập vào được. Lúc này, cần phải kiên nhẫn để thở nhẹ hơn, tĩnh lặng hơn. Càng buông lỏng càng vi tế càng tĩnh lặng, lâu ngày thì bỗng nhiên, ngay cả làn hơi thở vi tế ấy cũng đột ngột ngừng lại. Lúc đó, bạn sẽ nhận ra bản tâm vốn có đã hiện ra trước mặt. Bạn có thể cảm nhận được rằng, khi tâm vi tế thì hơi thở cũng vi tế theo. Chỉ cần ý niệm chuyên nhất thì có thể khởi động chân khí. Khi hơi thở vi tế, tâm cũng theo đó mà vi tế. Chỉ cần tâm tĩnh và tập trung, bạn có thể điều động tâm thần. Do vậy, khi thiền định cần tĩnh tâm và chữ khí, tâm tĩnh như thế nào? Sự ra vào của tâm, chỉ có tâm mới có thể hiểu được. Khi hít vào rất khẽ, khí sẽ trở nên thanh tịnh, có thể nghe thấy tiếng hít vào. Hít vào khí sẽ đục, khi khí đục tất nhiên sẽ hôn trầm buồn ngủ. Nhưng trong phương pháp điều khí, mọi người cũng cần lưu ý một điều, cần khéo léo ứng dụng, đó là một loại vô dụng công. Không nên quá nghiêm túc, chỉ cần lắng nghe nhẹ nhàng là được rồi. Cho nên đạo giáo luôn chủ trương trước khi định tâm phải nuôi dưỡng khí. Đây là phương pháp mà các bậc đại thánh đã thông qua thực hành, quan sát mối quan hệ tương tác giữa tâm và khí mà khái quát ra. Vì vậy, sau khi học được cách điều khí, về sau chỉ cần chăm chỉ ngồi thiền mỗi ngày không gián đoạn, tự nhiên sẽ có tiến bộ lớn. Nếu không ngồi thiền, suốt đời tâm bạn cũng không thể định trụ được và bạn cũng sẽ không bao giờ khám phá ra bí mật của ánh sáng. Trong chương Hồi Quang Sai Lệch, Lã Tổ nói rằng, các vị, nếu đã bắt đầu ngồi thiền tu luyện theo những chương trước, thì nay công phu đã dần thuần thục. Tuy nhiên, tục ngữ có câu, cây khô trước hiên, còn lạc lối nhiều. Vì vậy, Lã Tổ vẫn giải thích cặn kẽ cho mọi người về những chi tiết. Lã Tổ nói công pháp của đạo gia khác với việc học văn chương. Khi bạn chuẩn bị thực hành công pháp trung chỉ, trước hết phải chuẩn bị tốt, đừng dùng tâm quá nhiều, như vậy sẽ khiến tâm bạn lo lắng, ý niệm tăng lên. Chỉ cần tâm bạn bình tĩnh nhẹ nhàng, tinh thần thoải mái, rồi sau đó ngồi thiền. Khi nhập tĩnh, phải được cơ, được vỏ, không nên ngồi trong một cái vỏ trơ trọi vô sự. Trong tình trạng tỉnh táo không mơ hồ, tự tại buông bỏ muôn niệm, nhưng cũng không thể buông lung quá mức, đến nỗi rơi vào ngũ uẩn giới. Ngũ uẩn giới gồm, một là sắc uẩn, hình tượng, hai là thọ uẩn, cảm giác, ba là tưởng uẩn, ý niệm, bốn là hành uẩn, ý chí, năm là thức uẩn, một thời nhận thức. Đây là năm hoạt động của ác quỷ. Một số người học đạo khi nhập định, vì khí âm âm u chiếm đa số, ý chí nhẹ nhàng của mùa xuân ít, lúc này người học đạo sẽ sa vào cõi âm. Bởi khí của họ thì lạnh, tâm thì trầm, khí hậu đều mang khí vận suy tàn. Nếu tu hành kiểu này, lâu ngày sẽ trở thành gỗ đá. Vì vậy, người tu phải đảo ngược cơn khí trầm lặng đó, nhưng cũng không thể dính mắc muôn duyên. Chẳng hạn như khi đang ngồi thiền, bỗng nhiên các ý niệm lan man ùa đến, bạn loại bỏ chúng không được, cũng đừng theo chúng đi lang thang. Bởi vì từ lúc bạn buông bỏ, bạn sẽ trở nên rất thoải mái. Nhưng lúc đó bạn sẽ trở thành người chủ bị nô dịch. Nếu luyện tập theo kiểu này, lâu ngày sẽ đọa vào dục giới. Kết quả như vậy, nếu đức nhiều thì kiếp sau vẫn làm người, đức ít sẽ đọa làm súc sinh, chẳng hạn như cáo tinh. Cáo tinh kia dù ở trên núi non cũng còn được coi là hạ phàm, chúng sống trong cảnh trăng gió hoa quả cỏ cây. Sống 300 đến 500 năm cũng đã hưởng thọ lắm rồi. Nếu thọ khá lâu thì có thể sống vài nghìn năm. Nhưng rồi cuối cùng vẫn phải trầm luân trong vòng sinh tử, trở lại thế giới phiền não. Vì vậy, những điểm vi diệu trên, mọi người nhất định phải lưu ý, tuyệt đối không được đọa vào ngũ uẩn giới. Trong chương này, Lã Tổ nói công pháp hồi quang cần phải được chứng nghiệm,
nếu không bạn cũng không biết công pháp của mình đúng hay sai. Vì vậy, trong chương này đã giải thích chi tiết xem bạn có đi lạc đường vào tà đạo, đọa vào ngũ uẩn giới hay không. Lã Tổ nói, nếu thực hành theo lời Lã Tổ dạy, khi nhập định sẽ cảm thấy nhẹ nhàng liên tục, tâm trạng rất vui vẻ, thoải mái. Mọi thứ đều vừa đủ, giống như vừa tắm xong, toàn thân thơm mát. Đó là biểu tượng của việc vàng ửng khắp toàn thân. Điều này chứng tỏ hướng đi của bạn là đúng. Tiếp theo, bạn lại cảm thấy vạn vật tịch lặng. Một vòng trăng sáng lên, toàn cõi đất trở thành thế giới ánh sáng. Đây là biểu tượng của tâm thể khai minh, vàng ửng bừng nở. Tiếp theo, bạn lại cảm thấy toàn thân sung mãn, có cơ thể không sợ gió sương. Lúc này, thần linh nơi thiên tâm càng thêm mạnh mẽ, như được dựng lên bằng vàng, đúc bằng ngọc bích. Những thứ hư nát trên đời, bạn đều có thể dùng chân khí để bảo vệ. Khi những vật hư nát tiếp nhận chân khí của bạn, chúng lập tức phục hồi nâng cấp. Lúc này, bạn có thể rõ ràng cảm nhận rằng cái thân xác bảy thước ấy của mình dường như hoàn toàn được tạo ra từ vàng ròng. Đạt được biểu tượng này tức là đã đến giai đoạn kim hoa đại ninh, nội đan đã kết thành. Có 3 cách để kiểm chứng giai đoạn này. Một là sau khi nhập tĩnh, thần nhập vào hang động, lúc đó nếu bên ngoài có người nói chuyện, âm thanh sẽ nghe như cách xa hơn một dặm, nhưng rất rõ ràng. Âm thanh đi vào xương tai như là tiếng vọng trong rừng sâu trống lớn, không nghe thấy nhưng cũng nghe thấy. Hiện tượng thần nhập hang động này, mọi người đều có thể trải nghiệm. Hai là sau khi nhập tĩnh, ánh mắt lan tỏa ra, phía trước sẽ xuất hiện một khoảng trắng như trong đám mây. Ngay cả khi mở mắt ra nhìn thân thể mình cũng không thấy gì, hiện tượng này gọi là màn xương mờ ảo, đó là biểu tượng sự sáng tỏ bên trong tốt lành và trực tiếp. Mọi người cũng có thể trải nghiệm điều này. Thật ra, nếu nghĩ về những cảnh tượng này thì thật tươi đẹp. Cảm giác thứ ba là khi nhập tĩnh, thân thể ấm áp và mềm mại như bông, lại như ngọc xanh, ngồi đó có cảm giác nhẹ nhàng phơi phới, có hiện tượng nhấp nhô bồng bềnh. Lúc đó người tu không cần phải sợ hãi, bởi vì linh hồn bạn đang trở về với thiên đình trên đỉnh đầu. Qua thời gian, việc thân thể bay bổng là có thể đạt được. Ở phần cuối của chương này, Lã Tổ tổng kết một vài câu, người tu đạo phải tin vào công pháp mình đã học. Chỉ cần bạn tin tưởng thì mới là thật. Thiên cơ tiên thiên có thể tìm kiếm trong những phương pháp hiện tại này. Khi tìm thấy thiên cơ tiên thiên, đan cũng có thể luyện thành. Chìa khóa để đạt đan đạo đại thành chính là ở thiên cơ tiên thiên. Điều này mọi người đều có. Khi bạn tìm thấy hạt mầm bản nguyên chân thật này, cũng là tìm thấy nguyên lý của vũ trụ. Hạt mầm bản nguyên này có sức mạnh vô tận, tuy ngọc châu nhỏ bé nhưng nó lại là gốc rễ của vũ trụ, là bản nguyên của muôn vật. Đây cũng là điều người ta thường nói, ánh sáng hạt gạo, dám tỏa sáng cùng ánh trăng rằm, dám tồn tại cùng núi sông. Đúng như câu một hạt lại một hạt, tích mãi sẽ thành nhiều, mà Trương Bá Đoan đã nói tới trong bản văn Kim Đan 400 chữ. Trong chương 7, Hồi Quang Hoạt Pháp, Lã Tổ không quên nhắc nhở chúng ta, trong đời sống hàng ngày, các bạn hãy hành động theo lẽ phải, như vậy ánh sáng sẽ không thể nào đổi hướng, tiêu hao tâm lực. Sự việc xảy ra, ta xử sự với thái độ đúng đắn, ánh sáng sẽ luôn luôn phản hồi. Như thế gọi là lúc nào cũng thực hiện công pháp hồi quang mà không hề hay biết. Trong đời sống hàng ngày, ta có thể thực hiện công phu phản chiếu bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, không phụ thuộc người khác, không phụ thuộc bản thân ta, không mảy may bận tâm, như thế có nghĩa là lúc nào ta cũng hồi quang. Như thế mới gọi là biết cách vận dụng linh hoạt tông chỉ. Sáng sớm ngủ dậy, gạt bỏ hết mọi ưu phiền, ngồi tĩnh tọa 1-2 tiếng đồng hồ, như thế rất tốt. Có điều, trong mọi hoạt động giao tiếp xử sự hàng ngày, ta luyện tập phép phản chiếu, tới mức không giây phút nào ngừng. Cứ thực hành như thế độ 2-3 tháng, tâm tự nhiên thông tỏ, các vị sẽ chứng nghiệm được nhiều điều. Trong chương thứ 8, Lã Tổ đã giải thích chi tiết về bài khấu tiêu giao quyết. Bài khấu tiêu giao quyết này là một bài thơ do Nguyên Thủy Thiên Tôn của Tam Thanh để lại. Bài thơ ấy giải thích bí quyết của đạo lớn. Vạn vật giác ngộ xin trích nguyên văn, để mọi người nghiên cứu sâu có thể tường tận ý gốc. Ngọc Thanh lưu hạ tiêu giao quyết, tứ tự ngưng thần nhập khí huyệt, lục nguyệt nga kiến bạch tuyết phi, tam canh hữu kiến nhật luân hách. Thủy trung suy khởi tịch tốn phong, thiên thượng du quy thực khôn đức, cánh hữu nhất cú huyền trung huyền, vô hà hữu hương thị chân trạch. Dịch ra là, tiên cảnh Ngọc Thanh có để lại tiêu giao quyết, 4 chữ vô vi nhi vi, làn thần tập trung ở khí huyệt. Tháng 6 chợt thấy tuyết trắng bay, canh 3 lại thấy mặt trời rực lửa. Dưới nước gió tốn thổi giạt rào, trên trời đức khôn dồn ập tới.
Sách có câu huyền trung huyền, sao lại không có nơi ở thực sự? Bài thơ này thực ra đã nói hết những điều huyền bí của công pháp rồi. Mọi người có thể xem bài thơ này khi rảnh rỗi. Quả thực, yếu lĩnh của đạo lớn chẳng qua là vô vi nhi vi. Bởi vì chỉ có vô vi mới không để hữu vi dừng lại trên phạm trù và hình tượng, cũng chỉ có hành theo vô vi mới không để hữu vi làm bạn rơi vào hư vô. Bởi vì, điểm then chốt của cơ chế con người nằm ở hai mắt. Hai mắt giống như cán cái gầu sòng của chòm sao Bắc Đẩu, vận chuyển âm dương đều dựa vào đó. Công pháp hồi quang đã nói ở phía trước là để chỉ dẫn người mới học, nó dùng bên ngoài để khống chế bên trong, dùng quan lại để phụ tá cho vua ở thiên tâm. Điều này sẽ khiến bạn dần dần thanh tịnh trên đường tu, những điểm then chốt của công pháp và tất cả các bước đều dần trở nên thuần thục. Vì vậy, để nâng cao công pháp, cần phải nâng tầm quang và tinh chỉnh cách thức hồi quang, cách hồi quang cũng thêm phần kỳ diệu. Công pháp trước là dùng bên ngoài để khống chế bên trong, nên công pháp sau là dùng bên trong để khống chế bên ngoài. Giống như công pháp trước dùng quan lại để phụ tá nhà vua, thì nay công pháp này là để nhà vua ban chiếu lệnh, sai khiến các quan đi thực thi mệnh lệnh của vua. Cách sử dụng công pháp này là trước khi nhập tĩnh, trước tiên phải điều thân điều tâm, để chúng tự tại an nhiên, buông xuống muôn duyên, tâm không chút vướng mắc, để thiên tâm đứng vững tại trung tâm. Sau đó khép hai mắt xuống, như đã ban chiếu lệnh triệu tập đại thần. Vậy làm thế nào để triệu tập đại thần? Lúc này cần dùng ánh mắt để chiếu vào đan điền bên trong, nơi ánh quang chiếu đến, thì chân dương sẽ ra đón. Còn các tạng phủ bên trong đều thuộc tính âm, ánh quang là dương tính. Dương quang chiếu vào bên trong là âm trung hữu dương căn, dương trung hữu âm căn. Khi ánh sáng đi khắp cơ thể, âm khí sẽ bị áp chế, con người dần chuyển từ âm tính sang thuần dương. Tuy nhiên, trong thuần dương của mặt trời vẫn ẩn chứa một phần chân âm của mặt trăng. Vì nhật và nguyệt là cùng một thể, nhật chứa chân âm, bóng tối trong nhật là tinh hoa của nguyệt. Do đó, nguyệt tượng trưng cho âm, nơi quy tụ của âm được gọi là nguyệt khấp, trăng khóc. Nguyệt khấp không nằm trên nguyệt mà nằm trên nhật. Bởi vì nguyệt cũng có chân dương, nhật cũng có chân âm. Vết trắng trên nguyệt là ánh sáng của nhật phản chiếu lên nguyệt được gọi là thiên căn. Đây chính là bí ẩn ẩn chứa trong bát quái đồ. Khi bạn chuyển hóa thành thể thuần dương, mọi vật chất đại diện cho âm sẽ bị nén lại thành chân âm, hay còn gọi là tinh hoa của nguyệt. Đây chính là trạng thái trong dương có âm. Trong chương này còn viết rằng, Cao Thượng Ngọc Hoàng Tâm Ấn Diệu Kinh có nói, hồi phong hỗn hợp, bách nhật công linh, ý muốn nói. Khi thực hành công phu ý nghĩ và hơi thở luôn đi theo nhau, sau 100 ngày sẽ xây được nền móng, mới xuất hiện ánh sáng chân thực. Hiện tại, hồi quang của các bạn chỉ là một dạng ánh sáng, chưa thể gọi là thần hỏa, tính quang hay ánh sáng trí tuệ lung linh. Bạn cần luyện tập hồi quang trong 100 ngày để tinh khí tự nhiên đầy đủ, chân dương tự nhiên sinh thành, chân hỏa cũng tự nhiên sẽ tràn vào trong nước khảm. Và cứ tiếp tục làm như thế, không gián đoạn, hai quẻ khảm ly tự nhiên sẽ giao nhau, khảm ly giao cấu thần khí tương hợp. Âm dương tự nhiên sẽ hòa hợp, đại dược sẽ sản sinh, thánh thai tự nhiên sẽ kết tụ. Tất thảy đều nảy sinh một cách tự nhiên, không làm mà là làm. Đến khi bạn tu luyện đến 100 ngày, bạn sẽ vô thức nhận ra rằng thánh ứng đã phát triển và hoàn thành. Toàn bộ quá trình này hoàn toàn tự nhiên. Nếu cố ý thúc đẩy bằng ý thức, bạn sẽ đi vào tà đạo. Tuy nhiên, 100 ngày không phải là một quy định cứng nhắc. Nó không có nghĩa là bạn nhất thiết phải mất 100 ngày. Nó còn phụ thuộc vào cơ duyên của mỗi người tu luyện. Tương tự như vậy, nhất nhật lợi kỷ không phải là một ngày, nhất tịch lợi kỷ không phải là một lần hít thở. Do đó, nhất niệm nhất sinh không chỉ là 100 ngày, ngay cả 100 ngày cũng chỉ là một niệm. Vấn đề thăng, đáng, ly, hợp của nguyên thần, nguyên khí, nguyên tinh, tất cả đều do tâm điều khiển. Trạng thái có và không hoặc hư và thực đều nằm trong 8 niệm, suốt cả đời phải tập trung vào chính niệm chân tức của mình, sao lại có thể chỉ giới hạn ở 100 ngày. Trên thiên đình, một ngày bằng một năm trên trái đất. Tức là 100 ngày trên thiên đình tương đương với 100 năm trên trái đất. Thử hỏi, có bao nhiêu người có thể kiên trì tu luyện trong 100 năm đây? Do đó, bách nhật chỉ là một khái niệm. Có người chỉ trong một hơi thở đã có thể giác ngộ, nhưng cũng có người cả đời không thể bước chân vào đạo môn. Tuy nói 100 ngày, chẳng qua chỉ là quán triệt chính niệm trong thời gian đó mà thôi. Bách nhật là để nhắc nhở mọi người phải kiên trì luyện tập công pháp. Mỗi người có cơ duyên khác nhau, không thể áp dụng chung một quy tắc cho tất cả mọi người.
Trong chương này, Lã Tổ còn nói rằng công pháp hồi quang có thể thực hiện ở mọi tư thế, dù là đứng, ngồi hay nằm. Công pháp này không gò bó về hình thức. Tiếp theo là huyền cơ của hư thất sinh bạch. Nhiều người bắt đầu luyện công và cho rằng ánh sáng chỉ đơn giản là màu trắng. Tuy nhiên, câu nói hư thất sinh bạch là lời nhắc nhở rằng khi mới bắt đầu luyện công, bạn sẽ không nhìn thấy gì cả, không có ánh sáng, không có màu trắng. Đến một ngày nào đó, bạn sẽ đột nhiên nhìn thấy hư thất sinh bạch, nghĩa là công pháp đã bắt đầu có hiệu quả. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy công pháp này là chân thực. Chúng ta cần lưu ý, nếu bạn nhìn thấy ánh sáng và tâm trí bạn bị cuốn theo nó, bạn sẽ sa vào cõi thức. Khi bạn quyết định truy đuổi ánh sáng, nó không còn là ánh sáng của bản nguyên nữa. Do đó, bạn tuyệt đối không nên quan tâm đến việc có hay không có ánh sáng. Chỉ cần bạn vô niệm sinh niệm là đủ. Theo Phật gia, vô niệm là thiền tu ngàn kiếp, đức tu ngàn kiếp. Mỗi lần luyện công, tuy như không có gì, nhưng bạn đã nhận được thiên cơ và đại đạo. Theo Phật gia, sinh niệm là nhất niệm nhất sinh trì. Hay còn có câu, nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tất giai trì. Niệm ở đây phải chính niệm. Niệm là tâm hiện tại, tâm này chính là ánh sáng. Ánh sáng trong tâm là thuốc trong lò luyện đan. Thông thường, khi nhìn vật bên ngoài, con người sử dụng ánh mắt để đánh giá đúng sai. Tuy nhiên, ánh mắt không thể kịp phân biệt đặc tính và thuộc tính của vật. Lúc này, ánh mắt trở thành thời quang, bởi vì nó đã phân biệt đặc tính và thuộc tính của vật. Khi hình ảnh của bạn xuất hiện trong gương, nó không còn là một chiếc gương thuần túy nữa, vì ánh sáng mang theo ý thức quan sát của bạn. Vậy làm sao bạn có thể gọi nó là hồi quang? Ban đầu, ánh sáng là ánh sáng bản tính. Khi bạn quyết định truy đuổi nó sẽ chuyển thành ánh sáng thời gian. Bởi vì khi ý thức xuất hiện, ánh sáng sẽ biến mất. Chúng ta cần hiểu được ý ở đoạn này, Lã Tổ không nói rằng ánh sáng không còn tồn tại, mà là ánh sáng đã chuyển hóa thành thực. Nếu bạn không quan tâm đến chiếc gương, nó sẽ không phản chiếu hình ảnh của bạn. Khi bạn quan tâm đến chiếc gương, nghĩa là thực thần trong tâm trí bạn đang cố ý khiến bạn nhìn vào nó. Do đó, ánh sáng trở thành ánh sáng có ý thức, trở thành thực. Hoàng đế cũng đã từng nói, hành động không sinh ra hình dạng mà sinh ra bóng tối. Sự chuyển động không sinh ra âm thanh mà sinh ra tiếng vang. Những câu nói này đều diễn đạt ý nghĩa tương tự. Mục đích của hồi quang là quay trở lại trạng thái ban đầu khi ánh sáng chưa bị phản chiếu, trở thành ánh sáng tinh tú. Do đó, bạn không cần sử dụng bất kỳ ý niệm hay suy nghĩ nào. Khi ánh sáng tinh tú thực sự dẫn dắt ý thức chuyển động, lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý sẽ được hưởng lợi. Nó sẽ giúp bạn khai mở giác quan chính trực của bản thân. Tức là, hồi quang không sử dụng bản thân lục căn, mà sử dụng thuộc tính của lục căn. Đoạn này vạn vật giác ngộ cần các bạn nhớ lấy. Để tránh xa vào khó khăn trong giai đoạn sau của tu luyện, bạn cần sử dụng bản tính của lục căn để hỗ trợ khi thực hiện hồi quang. Bản tính của lục căn là, nếu chúng được điều khiển bởi thực thần trong tim, lục căn sẽ sử dụng để nhận thức thế giới. Khi nguyên thần trong thiên tâm kìm nén thực thần, lục căn sẽ trở thành bản nguyên. Lúc này, chúng trở thành sắc, bạn có thể nhìn thấy màu sắc thực sự của thế giới. Thanh, bạn có thể nghe thấy những âm thanh chưa từng nghe thấy. Hương, bạn có thể ngửi thấy mùi hương chưa từng ngửi thấy. Vị, bạn có thể nếm thử hương vị chưa từng nếm thử. Xúc, cơ thể bạn sẽ tiếp xúc với thế giới thực sự. Pháp, bạn có thể thoát khỏi ràng buộc của tâm trí và tu thành pháp thần thực sự. Tóm lại, sử dụng ý thức trong hồi quang giống như sử dụng gương để phản chiếu chính mình. Đó là sử dụng tính thực của lục căn. Vậy bí quyết của hồi quang là, trong ánh sáng tinh tú không có thời gian, ý niệm hay suy nghĩ. Nếu bạn liên tục suy nghĩ, thần không thể thăng hoa, tâm không thể thanh tịnh, đan không thể ngưng kết. Tâm tĩnh thì thành đan, tâm tịnh thì thành thuốc. Không trụ vào bất cứ điều gì, đó là tâm tĩnh. Không lưu luyến bất cứ điều gì, đó là tâm tịnh. Nhưng nếu có thể nhận ra tính không, thì tính không không phải là thực sự trống rỗng. Bạn cần đạt đến trạng thái vô vi, quên đi vô vi, đó mới là vô vi thực sự. Cuối cùng là chìa khóa của Chu Thiên. Theo lời của Lã Tổ, Chu Thiên không lấy khí làm chủ thể, mà lấy tâm làm diệu quyết. Nếu chỉ chăm chăm dẫn khí trong cơ thể ở phía này thì đi xuống, ở phía kia thì đi lên, sẽ chẳng khác gì kéo gốc lên cho cây mau lớn, cầu mà không được. Bởi vì vô tâm mà thủ, vô ý mà hành là yếu quyết của Chu Thiên.
Cách làm đúng đắn là không để tâm mà làm cho thần khí tương hợp, không để ý mà làm cho chân khí vận hành một cách tự nhiên. Bạn hãy nhìn lên bầu trời kia, vòm trời trông tựa như nửa một hình cầu, được người ta chia ra thành 365 độ, mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, không giây phút nào là không thay đổi vị trí trên quỹ đạo. Nhưng bắt đầu tinh ấy lại kiên trì không đổi. Tâm ta cũng như vậy, tâm giống như gầu sòng, khí như các sao chuyển động quanh gầu sòng. Chân khí trong cơ thể con người vốn lưu thông suốt, nên khi tu luyện không nên dùng ý dẫn khí một cách thái quá, mà chỉ cần rèn luyện ý trong sự vận động của khí. Không ngừng gạt bỏ mọi tạp niệm, đợi tới lúc tạp niệm tiêu tán, chính khí xuất hiện, sau đó đan dược mới sinh thành. Đan dược không phải là vật chất hữu hình, nó chính là tính quang, tức là chân khí tiên thiên. Phải sau khi nhập đại định mới xuất hiện được đan dược này, không có phương pháp thu nhặt riêng, tuyệt đối đừng nghe lời người khác nói lung tung là có thể thu nhặt đại đan. Chỉ cần bạn kiên trì công pháp hồi quang, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra chân khí tiên thiên. Khi phát hiện ra, tâm bạn sẽ sáng ngời tự nhiên, đạt đến cảnh giới sao trời sương mai, lúc đó sẽ có thể thoát khỏi biển khổ. Nếu hôm nay bạn nói bát quái, ngày mai nói ngũ hành, ngày nào cũng làm nhảm lý luận trên đầu môi mà không thực hành, thì cuối cùng chỉ có thể trở thành vọng tưởng mà thôi. Chủ đề này xin được tạm dừng tại đây. Tâm linh và tu luyện là một lĩnh vực rộng lớn và bao la, ẩn chứa vô vàn điều kỳ diệu mà con người không ngừng khám phá. Vạn vật giác ngộ sẽ luôn nỗ lực để tiếp tục mang đến cho mọi người những nội dung chất lượng, những câu chuyện ý nghĩa và những thông tin hữu ích. Tuy nhiên, để duy trì và phát triển kênh, lan tỏa kiến thức đến nhiều người hơn, Vạn vật giác ngộ rất cần sự ủng hộ của các bạn. Hãy like, share, subscribe và đăng ký thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất của Vạn vật giác ngộ. Các bạn cũng có thể bình luận và chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm tâm linh của bản thân để cùng nhau học hỏi và phát triển. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng kênh Vạn vật giác ngộ trong suốt thời gian qua. Kính chúc mọi người sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Hãy cùng nhau gieo mầm thiện lành và lan tỏa yêu thương. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.